Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong phần tin trong tỉnh có các tin đáng chú ý. Cựu chiến binh xã Hoàng Lâu góp sức xây dựng nông thôn mới. Khai thác vận chuyển đá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Hợp Châu. Phần tin quốc tế có tin chính sau đây. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dự kiến triệu tập Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần đầu tiên kể từ đại hội gần nhất tiến hành từ tháng 10 năm 1980. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã ngày càng khởi sắc. Hiện Hội Cựu chiến binh xã Hoàng Lâu có 458 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, là những người lính trở về từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mang trong mình phẩm chất người lính Cụ Hồ. Mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh xã luôn nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Toàn hội đã tham gia hiến trên 100 mét vuông đất và gần 200 triệu đồng cùng với hàng trăm ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Sau khi có nghị quyết của Đảng ủy là xã Hoàng Lâu được cái xây dựng nông thôn mới thì ban chấp hành chúng tôi tổ chức họp và quán triệt đến từng hội viên để mà mình tập trung vào dưới cùng với lại cấp ủy chi bộ và trong thôn đại thể tập trung để xây dựng nông thôn mới, mà đặc biệt đối với lại là ở địa phương, hai nữa ở khu vực là giao cho lực lượng cựu chiến binh làm nòng cốt, cho nên là tất cả các cựu chiến binh rất hưởng ứng và tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp 100% tiền để mà xây dựng nông thôn mới. Thì đến các cái điểm nông thôn mới hiện nay, đường bê tông, đường làng ngõ xóm thì 100% ở các thôn 12 khu nó đều tức là thực hiện rất tốt. Trong đó, thôn Vỏ là một trong những đơn vị điển hình làm tốt phong trào hiến đất, đóng góp ngày công tiền của xây dựng những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và giao thương hàng hóa. Thì nhờ Đảng, nhờ Chính phủ, thế là anh em lãnh đạo ở xóm, thế chúng tôi cũng thấy như thế là phát triển được tốt nành tất cả mọi việc như trong thôn. Thế bây giờ thì đường cái sạch đẹp, xã hội văn minh thì tiến lên, thì gọi sạch sẽ thì chả có gì, cho tôi cứ thỉnh thoảng lại ra quét, cứ quét từ trong ấy quét ra đây. Với ý chí bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân trong việc góp công sức tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân thôn Sơn Long, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo phải sống trong cảnh ô nhiễm nguồn không khí và phải đi lại trên tuyến đường sỏi đá lởm chởm, chi chít ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm trong việc tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, thì từ khi xí nghiệp khai thác đá đi vào hoạt động khai thác chế biến đá, thì đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây bị xáo trộn. Hàng ngày trong quá trình khai thác vận chuyển, hàng chục lượt xe tải của công ty Bảo Quân và Tân Phát chở đầy đá từ xí nghiệp khai thác, hoạt động với tần suất mật độ lớn, nên gây hiện tượng hư hỏng con đường có chiều dài hơn 1 km, nối từ quốc lộ 2B đi vào các thôn Sơn Long, xã Hợp Châu và thôn Xã Hương của xã Minh Quang. Ngoài ra, quá trình lưu thông trên đường, các xe chở đá không được che phủ bạt cẩn thận, gây rơi vãi đá dọc đường, bụi bay mù mịt, khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Đến bây giờ cái là đến gần hơn chục năm nay rồi, cái mỏ đá khai thác cái là chết bể cái công suất của mỏ đá, phá con đường tôi đến 3-4 năm nay con đường tôi là xuống cấp trầm trọng. Thực tế là nhân dân tôi là nhiều con em, các cụ ông cụ bà này, đi ngã sấp ngã ngửa, người thì quẻ chân, người gãy tay, người là sớt mặt sớt mũi, gây là rất là nguy hiểm với cái tuyến đường này. Đoạn đường ở thôn Sơn Long đã bị hư hỏng nghiêm trọng, mặt lớp nhựa đã bị bong hết, khắp mặt đường dày đặc những ổ gà, ổ voi, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi do hàng chục chiếc xe chở đá ngày đêm cày nát, khiến cho việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Hàng trăm hộ dân sống dọc theo tuyến đường phải vất vả mỗi khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, thực trạng ô nhiễm môi trường gần khu dân cư diễn ra nhiều năm nay do khói bụi từ những chiếc xe chở đá gây nên. Để nó giải quyết dứt điểm như thế và đồng thời cũng như hạn chế cái tình trạng là ô nhiễm môi trường đối với khu dân cư ấy, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng quan tâm để mà đầu tư cái nguồn vốn để tu sửa lại cái tuyến đường này, vì đây là tuyến đường liên tỉnh
Thứ hai nữa là tôi tiếp tục đề nghị với công ty Tân Phát cũng như Bảo Quân mà chở có xe số lượng lớn xe vận tải thì đi qua tuyến này thường xuyên, thứ nhất là thực hiện công tác là vệ sinh và hạn chế cái bụi, thứ ba nữa là khắc phục tạm thời những cái điểm nó những cái đường hỏng hóc nó có thể là gây nguy hiểm cho người đi đường. Để việc tham gia giao thông của người dân được thuận tiện, bớt khó khăn, không gây ô nhiễm môi trường, hy vọng trong thời gian tới sẽ được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng cũng như xí nghiệp khai thác đá khắc phục sửa chữa con đường, tạo điều kiện cho việc sản xuất kinh doanh của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương được thuận lợi. Song song với các hoạt động học tập và rèn luyện, tuổi trẻ trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải luôn đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thiết thực chào mừng 70 năm ngày thành lập trường 15 tháng 11 năm 1945, 15 tháng 11 năm 2015. Bên cạnh những hoạt động thi đua dạy tốt học tốt, tuổi trẻ trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa. Đặc biệt với đạo lý uống nước như nguồn, đoàn trường đã tổ chức cho 700 đoàn viên thanh niên đến thăm viếng, dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh. Hoạt động ý nghĩa trên thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ nhà trường tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em hiểu rõ giá trị của độc lập tự do. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tình nguyện, phấn đấu rèn luyện để trở thành những công dân có ích, đóng góp sức trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dự kiến triệu tập Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần đầu tiên kể từ đại hội gần nhất tiến hành từ tháng 10 năm 1980. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên quyết định tổ chức đại hội lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2016. Đây là đại hội đảng đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên kể từ tháng 10 năm 1980. Cũng là đại hội đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền hồi cuối năm 2011. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, sau lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động hôm 10 tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tổ chức đại hội đảng khóa 7 với mục đích xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa thịnh vượng. Đại hội đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 1946 tại Bình Nhưỡng, với 801 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 đảng viên. Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thụy Sĩ đã trở thành một trong 18 quốc gia được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với nhiệm kỳ 3 năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ tuyên bố với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền, nước này sẽ ưu tiên vận động bỏ án tử hình trên toàn thế giới, thực thi lệnh cấm tra tấn, tăng cường vai trò của xã hội dân sự, bảo đảm quyền con người được tôn trọng, thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra đời năm 2006 nhằm thay thế Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc bị nhiều người coi là không hiệu quả. Đây là tổ chức liên chính phủ nằm trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm về việc tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên khắp toàn cầu. Các nước còn lại trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tới là Đức, Bỉ, Bulgaria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ecuador, Ethiopia, Georgia, Kenya, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Panama, Philippines, Hàn Quốc, Slovenia, Togo và Venezuela. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen Ismail Unshek Ahmed cho biết, ông tin tưởng các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Yemen và phiến quân Hồi giáo Houthi có thể sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11 này tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo ông Ahmed, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đang liên hệ với các phe phái đối địch tại Yemen để thảo luận những phương thức của vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ông nói, tôi rất lạc quan rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 10 đến 15 tháng 11 tới. Chúng tôi đã nhất trí tới 90% rằng đại diện chính phủ Yemen và phiến quân Houthi sẽ có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Một địa điểm khác cũng có thể là thủ đô Muscat của Oman, nhưng chắc chắn nhất vẫn sẽ là Geneva. Ông Ahmed nhấn mạnh, cả chính phủ Yemen và Houthi hiện đang tích cực hướng tới các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Cảnh sát Nga đã bắt giữ giám đốc thư viện của Ukraine ở Moscow vì nghi ngờ bà kích động hận thù sắc tộc. Trong thông báo phát đi, Ủy ban điều tra Nga cho biết sẽ yêu cầu bắt giữ bà Natalia
Sarina, 58 tuổi, giám đốc thư viện văn hóa Ukraine, sau khi các nhà điều tra phát hiện sách và các tài liệu trong thư viện có nội dung tuyên truyền chống người Nga. Thư viện đặt tại Moscow hiện có sách viết cả bằng tiếng Nga và tiếng Ukraine. Các nhà điều tra Nga cáo buộc bà Sarina phát tán các bài viết bị cấm ở Nga của nhà hoạt động người Ukraine Dmytro Kochiki. Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra công hàm phản đối sau khi thư viện này bị lục soát. Ủy ban điều tra của Nga, tức cơ quan điều tra liên bang chính của nước này, cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Một bản kinh thánh có tuổi lên đến 1.000 năm vừa được tìm thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi cảnh sát bắt giữ một nhóm buôn lậu đang tìm cách bán cổ vật này cùng với nhiều đồ vật quý hiếm khác. Cảnh sát thành phố Tokat cho biết nó chỉ có 51 trang và được viết bằng ngôn ngữ Assyriac cổ. Ngoài ra, các trang giấy còn chứa đựng nhiều hình ảnh của Chúa Giê-xu và các nhân vật trong kinh thánh được làm bằng vàng lá. Bộ sưu tập trang sức và tiền đồng cũng được cảnh sát thu giữ sau vụ việc. Các nhà nghiên cứu thần học hy vọng rằng tài liệu 1.000 năm tuổi này sẽ giúp mở ra cái nhìn toàn cục hơn về sự phát triển của Cơ Đốc giáo qua nhiều thế kỷ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.